Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HCD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tiêu đề hoài nghi về cáo buộc Ukraine tập kích điện Kremlin, Moscow cùng đường và vỡ kịch quá thô thiển. Kính thưa quý vị, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tập kích điện Kremlin để ám sát ông Putin. Nhưng giới phân tích cho rằng Kiev không có động lực để làm điều đó. Nga ngày 3 tháng 5 cáo buộc Ukraine tìm cách ám sát Tổng thống Vladimir Putin bằng cuộc tấn công bằng hai máy bay không người lái UAV vào Điện Kremlin, nhưng không đưa ra bằng chứng. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc liên quan tới vụ tấn công. Ông nói, lực lượng của Kiev đang bận rộn bảo vệ các ngôi nhà và thành phố trên lãnh thổ. Thêm rằng Ukraine không có vũ khí đủ khả năng tiến hành vụ ám sát tại Điện Kremlin. David Stiebel, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Cornell tại Washington, cho rằng những cuộc tấn công kiểu ám sát như vậy không hiếm thấy trong chiến tranh. Mỹ cũng đã bắt đầu chiến tranh vùng vịnh năm 2003 với nỗ lực hạ sát Saddam Hussein. Ông Zelensky cũng từng đối mặt với vài âm mưu ám sát trong cuộc chiến này. Ông nói, Ông bay cho rằng vụ tập kích vào ngày 3 tháng 5 có thể là nỗ lực của người Ukraine nhắm vào ông Putin với hy vọng lãnh đạo mới của Nga sẽ không còn mặn mà với cuộc chiến đẫm máu do ông ta phát động. Ngay cả khi kế hoạch không thành công, người Ukraine cũng có thể nghĩ rằng đó là một thuyền bố táo bạo về việc họ có thể tiếp cận ông Putin gần tới mức nào. C7 nói. Tuy nhiên, Tom Nikos, nhà bình luận viên của Atlantic, nhận định kịch bản này khó xảy ra và không mang lại nhiều lợi ích thực sự cho Ukraine. Các quan chức quốc phòng Mỹ tương thừa nhận tình báo Ukraine có khả năng theo dõi các hoạt động của Tổng thống Putin và rất có thể biết rõ ông không có mặt tại Điện Kremlin vào rạng sáng ngày 3 tháng 5. Ông Putin khi đó tới làm việc ở dinh thự tại Novo Ogary Novo, ngoài ô thủ đô Moscow. Cuộc tấn công vào Điện Kremlin có thể là hành động mang tính biểu tượng, nhưng động thái nhằm vào dinh thự trống vào ban đêm sẽ lãng phí nguồn lực tình báo dứt rèn. Nó cũng có thể khiến cho Mỹ và NATO cảm thấy khó chịu. Như Kosh cho hay. Jim Garati, bình luận viên chính trị cấp cao của National Review, cho rằng việc tập kích điện Kremlin và nhắm mục tiêu vào ông Putin cũng không mang lại tác động nào tới chiến dịch của Nga tại Ukraine. Điều đó chỉ có thể khiến cho Nga càng quyết tâm thực hiện chiến dịch. Nếu vụ tấn công gây ra tổn thất lớn, Nga sẽ có thêm động lực đáp trả Ukraine quyết liệt hơn. Terati nhận định. Ông giải thích, một cuộc tấn công vào Điện Kremlin sẽ giúp cho Tổng thống Putin có lý do thực hiện một số hành động quyết liệt nhằm cản trở Ukraine tiến hành chiến dịch phản công lớn. Một cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Moscow sẽ là cơ hội để Nga cảnh báo thế giới rằng lần này họ sẽ thực sự mạnh tay. Giới chức Ukraine cũng lo ngại kịch bản này. Mikhail Poroliak, cố vấn tổng thống Zelensky nói với BBC rằng sự việc cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị hành động khiêu khích quy mô lớn ở Ukraine. Có điều gì đó đang xảy ra trên bầu trời Nga. Nhưng chắc chắn không có máy bay không người lái của Ukraine bay trên điện Kremlin. Poroliak khẳng định John Spencer, chủ tịch nhóm nghiên cứu chiến tranh đô thị thuộc Diễn đàn Chính sách Medicine, trụ sở tại Mỹ, nhận định ông cảm thấy sẽ là bất lợi rất lớn với Ukraine khi tấn công Điện Kremlin, khiến cho dư luận của Nga quay sang ủng hộ chiến dịch nhiều hơn. Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết Nga đang khẩn cấp điều tra sự việc, đồng thời cho rằng Ukraine đang làm theo chỉ đạo từ Washington nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Bất kể ai thực sự đứng sau vụ tấn công, giới quan sát tin rằng ông Putin có thể sử dụng sự việc này để giải thích cho việc Nga tăng cường nỗ lực quân sự ở Ukraine. Mark Kass, nhà phân tích thuộc trường chính sách Stras thuộc Đại học George Mason, cho rằng cuộc tấn công vào ngày 3 tháng 5 có thể được Điện Kremlin sử dụng để làm cái cớ trả đũa nhắm vào các mục tiêu lãnh thổ rạng. Giới quan sát nói Điện Kremlin đã gợi ý về khả năng này. Trong tuyên bố ngày 3 tháng 5, chính phủ Nga nói Moscow có quyền thực hiện bất cứ biện pháp đối phó nào, vào bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào mà họ thấy phù hợp. Các quan chức hàng đầu của Nga cũng đã kêu gọi tiến hành các hoạt động đáp trả quyết liệt nhất. Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Nga viết trên Telegram rằng chúng tôi sẽ yêu cầu sử dụng vũ khí có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt chế độ khủng bố Kiev. Ngay sau bình luận của ông Volodin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng kêu gọi Moscow hành động trong bài đăng trên Telegram. Sau cuộc tấn công khủng bố đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài loại bỏ Zelensky và tay chân của ông ta ông Medvedev viết, Có một số ý kiến cho rằng không loại trừ việc Nga tự đánh để kiếm cớ leo thang và làm mất uy tín của chiếc rạng. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh đã đưa ra cảnh báo liên quan đến việc Nga sử dụng có hệ thống thông tin giả. Theo đó, Điện Kremlin công bố lại thông tin sai lệch do các kênh liên quan rao bán với hy vọng rằng nó sẽ được truyền thông phương Tây chọn lọc do đó làm giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine. Cảnh báo cho biết, các diễn viên nhà nước Nga trình bày các câu chuyện bị thao túng, theo cả hai cách được dàn dựng và cơ hội. Các ưu tiên hiện tại của họ gần như chắc chắn, bao gồm việc làm mất uy tín của chính phủ Ukraine và giảm hỗ trợ quốc tế cho Ukraine. Việc tuyên bố mới nhất này của Điện Kremlin phải được đánh giá với suy nghĩ này, vì nó tạo cho Nga có thêm cơ hội để ngăn cản sự ủng hộ dành cho Ukraine trước các cuộc phản công dự kiến trong những tuần và tháng tới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tuyên bố này được đưa ra trực tiếp bởi điện Kremlin, thay vì được đăng lại nhằm cố gắng đưa thông tin sai lệch mà không chịu trách nhiệm về cáo buộc. Đây là điều duy nhất và mới. Đại diện Tòa Bạch Ốc Karen jean nói rằng Hoa Kỳ không thể xác nhận sự tham gia của Ukraine vào các cuộc tấn công Điện Kremlin và cũng chưa thể kết luận đây là hành động do Nga dàn dựng, mặc dù Nga đã có kinh nghiệm về những hành động khiêu khích tương tự. Như vậy, Putin vẫn không hề sụt giảm uy tín. Người dân Nga sẽ càng căm ghét Ukraine hơn. Những vụ khiêu khích như thế này sẽ có lợi cho Putin, chứ không hề gây bất lợi cho ông ta. Cho dù chưa biết hai UAV là của nước nào, nhưng mục đích của Nga đã thất bại. Các đồng minh của Ukraine đã không thay đổi lập trường, vẫn sát cánh ủng hộ và hỗ trợ miễn là Ukraine cần thiết. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ thì cho rằng có những dấu hiệu cho thấy Moscow tự biên tự diễn vụ tấn công điện Kremlin. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, Nga có thể đã dàn dựng cuộc tấn công này nhằm cố gắng đưa cuộc chiến đến với khán giả trong nước Nga và tạo điều kiện cho một cuộc vận động xã hội rộng lớn hơn. Một số dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công được tiến hành nội bộ và được dàn dựng có mục đích. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga có thể đã dàn dựng cuộc tấn công này nhằm cố gắng đưa cuộc chiến đến với khán giả trong nước Nga và tạo điều kiện cho một cuộc vận động xã hội rộng lớn hơn. Theo đó, các nhà chức trách Nga gần đây đã thực hiện các bước để tăng cường khả năng phòng không nội địa của Nga, bao gồm cả trong chính Moscow. Và do đó, rất khó có khả năng hai máy bay không người lái có thể xuyên thủng nhiều lớp phòng không và phát nổ hoặc bị bắn hạ ngay trên trung tâm của điện Kremlin. Thêm vào đó, lại có hình ảnh ngoạn mục được ghi lại một cách độc đáo trên máy quay. Hình ảnh định vị địa lý từ tháng 1 năm 2023 – cho thấy các nhà chức trách Nga đã đặt các hệ thống phòng không Pantsir gần Moscow để tạo ra các vòng phòng không xung quanh thành phố. Một cuộc tấn công tránh được sự phát hiện và phá hủy của các khí tài phòng không như vậy và thành công trong việc đánh trúng mục tiêu nổi tiếng như Cung điện Thượng viện Kremlin sẽ là một sự bối rối đáng kể đối với Nga. Theo ISW, việc Nga phản ứng ngay lập tức, mạch lạc và có phối hợp đối với vụ việc, cho thấy rằng cuộc tấn công đã được chuẩn bị nội bộ. Theo cách mà các tác động chính trị dự kiến của nó vượt trội hơn sự xấu hổ của nó. Điện Kremlin ngay lập tức cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công khủng bố và các phản ứng chính thức của Nga đã nhanh chóng tập hợp lại xung quanh cáo buộc này. Nếu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không được dàn dựng nội bộ thì đó sẽ là một sự kiện bất ngờ rất có khả năng phản ứng chính thức của nga ban đầu sẽ hỗn loạn hơn nhiều khi các quan chức nga cố gắng tạo ra một câu chuyện mạch lạc và bù đắp cho những hàm ý tu từ của một sự lúng túng thông tin rõ ràng bén chú ý là điện kremlin đã thất bại trong việc tạo ra phản ứng thông tin mạch lạc và kịp thời đối với các hành vi sỉ nhục quân sự khác không phải do chính họ gây ra theo ISW, việc trình bày nhanh chóng và mạch lạc một tương thuật chính thức của Nga xung quanh cuộc tấn công cho thấy rằng Nga đã dàn dựng vụ việc này gần với ngày lễ Ngày Chiến Thắng 9 tháng 5 để biến cuộc chiến thành hiện thực đối với khán giả trong nước. Điện Kremlin có thể sử dụng cuộc tấn công để biện minh cho việc hủy bỏ hoặc hạn chế hơn nữa các lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5. Những hành động có thể sẽ làm tăng nỗ lực thông tin định khung cuộc chiến ở Ukraine là đe dọa trực tiếp đến việc Nga tuân thủ các sự kiện lịch sử được tôn kính. ISW trước đây đã đánh giá rằng Nga đang sử dụng một loạt các biện pháp để biến cuộc chiến tại Ukraine thành hiện thực đối với khán giả trong nước của Nga và để chuẩn bị cho việc huy động xã hội rộng lớn hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.